Và con cưa tay cục 360TS này có thể nói là mẫu máy tay cục mới đập thùng 100%, có thể nói là rẻ nhất ở thời điểm hiện tại nếu so với những loại mẫu máy khác như thế này trong cùng một khúc. Đó, banh nè ha, banh xuống nha anh em, banh xuống này, mở thì nó sẽ ra ha, còn vào thì cũng vậy luôn, banh xuống mở đóng thì nó sẽ vào lại nha. Nhìn lại một lần nữa nha, banh xuống nè, mở nó sẽ ra nè. Chứ còn nếu không banh là không ra được nha anh em, không banh ra là nè, không banh ra thì nó sẽ cắn nha, rất là khó ra, nhiều khi anh em bẻ nó gãy luôn á ha, lưu ý giùm Thiện. Hoặc là anh em gạt hết lên luôn thì nó sẽ giữ ga cho anh em nha, ở cái tầm này nó sẽ giữ tầm khoảng 20-30% ga đó. Thì thử lại cho anh em này, đó, nó sẽ giữ một tí ga cho anh em. Chúng ta giật nha, này có giật trợ lực nha anh em, đó, nó ho rồi đúng không, thì giật thêm một cái nữa đi, rồi gạt e xuống nha, gạt e xuống. Xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em đây là con cưa xích tay cục Echo 360TES. Con này thì Thiện test nổ cho anh khách, anh Vượng ở Hà Nội anh em. Thì về con cưa tay cục này á, thì nó của thương hiệu Echo. Mà Echo thì anh em biết rồi đó, nó là một thương hiệu của tập đoàn nhà máy Yamabiko sản xuất. Và tập đoàn nhà máy này thì của Nhật Bản anh em biết rồi đúng không. Và con cưa tay cục 360TES này có thể nói là mẫu máy tay cục mới đập thùng 100%, có thể nói là rẻ nhất ở thời điểm hiện tại nếu so với những loại mẫu máy khác như thế này trong cùng một khúc, chẳng hạn như là của Huvana, của Steel. Huvana là hầu như không có luôn em, bởi vì những cái mẫu cưa tay cục của Huvana mà đem về Việt Nam thì giá rất là cao, nên nếu mà anh em đi kiếm những con cưa tay cục của Huvana là hầu như là không có ở thị trường Việt Nam mình nếu mới đập thùng nha. Còn về con máy cưa cầm phân khúc này của Estin thì giá nó cũng rất là cao, loanh quanh 10 triệu, hơn 10 triệu. Còn con 360 này nó chỉ có hơn 6 triệu thôi anh em. Giá cực kỳ mềm cho anh em nào thích những dòng cưa tay cục công suất lớn để cắt tỉa cành trên cao, vừa nhỏ gọn nhẹ nhàng mà công suất nó lại vừa đủ để chúng ta làm những công việc nặng ở trên cao nha anh em, trên cao nha, chứ không phải là cưa này để làm cho công việc dưới đất đâu. Thực tế anh em dùng gia đình á, anh em dùng con cưa này để cưa dưới đất những cái cây cảnh, cây kiểng lặt vặt thì vẫn được nha. Nhưng mà nếu mà ở anh em làm ở gia đình và công việc không leo cao nhiều thì Thiện khuyên em nên chọn lựa những mẫu máy tay cầm dài, thì chúng ta làm dưới đất nó sẽ có được cái độ tì đè nè, rồi hoạt động nó cũng được gọi là như sao ta, nó mượt mà hơn luôn. Còn những con tay cục này thì thích hợp cho anh em làm một tay trên cao ha, một tay ví dụ như chúng ta giữ cành cây hoặc là ôm cành cây, rồi một tay còn lại chúng ta với chúng ta cắt tỉa cành, thì những con cục này rất hợp lý nha. Và con này nó nặng tầm khoảng cái xác không, cái đầu máy không của nó thì tầm khoảng 3,6 kg nha anh em, vừa phải, cũng không nặng lắm và cũng không có nhẹ lắm cho một con cưa tay cục ha. Và trong một bộ nó, trong thùng nha, nó sẽ có một sợi xích Oregon pin theo máy nè, một cái tiết buri nè, một cái lục giác hoa thị để anh em có thể mở lặt vặt xung quanh máy, và một cái tua vít chỉnh xăng nha. Cái tua vít chỉnh xăng này là tùy đời nó có hay không nha anh em. Cái này thì có nhiều con thì thấy nó không có, có nhiều con thì nó có, thì cái này nó hơn xui nha, nó trúng cái nào nó trúng nha anh em, chứ bởi vì thì cũng chả biết lý do vì sao mà có con lại có tua vít, có con lại không có tua vít nha. Với anh em nhiều, khi anh em coi thì quay video có cái tua vít xong rồi anh em nhận về không có cái tua vít á, thì anh em kêu là Thiện tháo ra lấy, thực tế không phải nha anh em. Đó, siêu của nhà máy vẫn đầy đủ nè ha, đó, chứ không phải là Thiện tháo thì lấy cái tua vít đi chi đâu nha. Rồi, và nó có một cái đệm nữa anh em, một cái đệm ở cái cổ tay, cái đệm màu trắng đây nè, để thay vào vị trí này. Thì cái này là để chi anh em biết không, khi cái tay anh em nó nhỏ thì chúng ta dùng cái đệm này luôn, nó sẽ kê vào cái tay để chúng ta có cái lực cắt ha, lực tì đè tốt hơn. Còn nếu tay anh em to, anh em dùng cái này nó cắn á, thì anh em thay cái miếng này trắng này vào ha, rất là đơn giản thôi. Chứ chúng ta chỉ cần mở một góc ở đây là có thể rút cái miếng trắng này vào ra, miếng kem này ra và thay cái miếng trắng này vào, xí góc lại là xong, để chúng ta có cái lực tì đè ha, tì đè trên cao là một tay nó tốt hơn. Còn làm hai tay thì vẫn cầm vào đây và cắt thôi, rất là bình thường nha. Rồi, đó là cái túi đồ nghề nè. Nó có một cái nấm cam cam này là cái gì thì không biết luôn anh em. Thiện bán cái này cũng cả ra là cả năm rồi mà Thiện vẫn chưa tìm hiểu ra cái nấm cam cam này là cái gì. Chắc là phải để nghiên cứu thêm. Rồi, một cái phiếu bảo hành của Echo nha. Phiếu bảo hành này thì nó có chính sách bảo hành là 12 tháng cho các bộ phận cơ khí và 3 tháng cho IC đánh lửa. Và có những hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hành. Anh em về đây đọc kỹ nha, để chúng ta dùng cho nó chuẩn hơn. Một cái lam. Cái lam này là cái lam 35 anh em, lam 35 nha, lam 35. 35 ở đây này, có ghi ở ngoài thùng này, lam 35. Và lam này 35 thì anh em thấy là nó xì ra tầm khoảng 40 cm, và 35 có nghĩa là cái đoạn cắt anh em, cái đoạn cắt nó tầm khoảng 35 cm. Một cái cuốn catalog này và một cái bao lam. Đó, thì đó là những gì thứ trong máy mà chúng ta có. Ngoài ra thì tặng anh em một chai nhớt Echo và một cái dũa nữa nha. Rồi,
Cái này thì Thiện đã đổ xăng đổ nhớt rồi và nổ máy thôi anh em. Và khi anh em dùng con cưa tay cục á, không bất cứ là một con cưa tay cục nào anh em lưu ý giùm Thiện. Anh em lại gần anh em để Thiện hướng dẫn anh em cho nó rõ này. Cho nhiều anh em về anh em không biết á, anh em thường mắc sai lầm ở cái điểm này. Những con cưa khác á thì cái học nhớt và học xăng á nó nằm tách biệt rời với nhau. Thì anh em rất dễ biết nhận biết là học này học nhớt, học này học xăng. Còn trên con cưa tay cục á, đa số nha anh em thì nó sẽ làm hai cái học nhớt, học xăng nó nằm một chỗ như thế này. Nên nhiều anh em lặn lộn nha. Ha, nhiều anh em lặn lộn nên em lưu ý giùm Thiện, nó sẽ có những cái logo này, ha, logo cái cây xăng này là đổ xăng, logo cái sở xích và cái hơi giọt nhớt là nên đổ nhớt nha. Anh em đừng có đổ lộn nha anh em. Đổ lộn nhớt vào đây và đổ xăng vào đây á, thì thực tế anh em đổ lộn xong anh em phát hiện ra á, anh em xử lý thì không sao. Cho nên em đổ lộn nhớt vào xăng rồi anh em giật á, nhớt nó sẽ đi theo đường này, nó vào bộ chế hoặc là nó vào ống xăng á, thì chúng ta xử lý rất là tốn thời gian ha. Nên lưu ý giùm Thiện, cái nó có cái cây xăng này thì anh em đổ xăng ha, nó có cái mắc xích với lại cái giọt nhớt này là nó đổ nhớt nha. Rồi đó như vậy thôi. Còn con này nó có số series là 2480 nha anh em, nó tương ứng với số series trên thùng này đây, 2480 nha. Có đời thì nó sẽ làm cái số series ở dưới anh em, nhưng mà con này thì là số series khác ở đây và có cái mã QR code này, anh em quét mà sẽ là ra số series nha. Đó con ốc, coi cái máy này nó có cái ốc chỉnh lượng nhớt ra luôn nha anh em. Đây thì mở ra cho anh em xem này. Thường thường những cái máy mà nhỏ 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 thì nó sẽ không có đó nè. Nhưng mà con 360 tay cục này thì nó có nha. Nó có một ốc chỉnh lam xích, chỉnh nhớt ra lam xích ở đây. Đây, ký hiệu ở đây, còn ốc thì nằm ở đây nha. Đó, rất là ok rồi đúng không? Rồi, giờ thì nổ thử nha anh em. Bơm xăng nha. Bạn có núm bơm xăng để chợ gọi là bơm xăng phụ anh em ha, núm này bơm xăng phụ. Đó, anh em nhấp mấy cái thì xăng nó lại lên đầy cái núm này. Bắt đầu chúng ta đóng e nha. Bóp ga gạt hết lên là đóng e nha anh em ha. Bóp ga gạt lên là đóng e, hoặc là anh em gạt hết lên luôn thì nó sẽ giữ ga cho anh em nha. Ở cái tầm này nó sẽ giữ tầm khoảng 20-30% ga đó, thì thử lại cho anh em này. Đó, nó sẽ giữ một tí ga cho anh em. Chúng ta giật nha, này có giật trợ lực nha anh em. Đó, nó ho rồi đúng không, thì giật thêm một cái nữa đi. Rồi gạt e xuống nha, gạt e xuống. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở, nổ rồi thì chúng ta dần giật thôi, không cần đóng e nữa nha. Đó. Giúp đi lên sẽ ra nha đi. Dạ, tắt rồi, gạt xuống rất là tắt nha, gạt lên là đóng e nha anh em. Thì mới lộn quá, nó giữ ga, nó lên nhấp ga lên. Đó, có được trợ lực nên giật cũng rất là nhẹ ha. Để hỗ trợ cái công việc mà em lên leo cao á, em vậy giật một tay thôi cũng được ha. Một khi nó leo cao rồi đúng không, thì giật như thế này nó bằng nổ lại lộn nữa. Gạt xuống là tắt nha anh em, sao lộn miếng vậy ta. Rồi còn về tổng thể con này á, thì em thấy là nó là một mẫu máy thiết kế mới của Echo nha anh em. Echo C, con này là Echo CX360TES, là một mẫu thiết kế mới từ năm 2020 tới nay ha. Và nó có nhiều cái gọi là thiết kế kiểu thái công học á, có nghĩa là giúp chúng ta làm việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, ok hơn. Và anh em thấy cái tay cầm mà anh em cầm lên á, thì cái máy nó sẽ đứng rất là vững ha, và nó sẽ cân bằng cho nó không có bị chiều tới hay ngã ra sau dài ha. Đó, cái thiết kế này thì họ đã tính toán hết rồi để chúng ta có một cái máy làm việc trên cao tối ưu nhất có thể. Đó, con này thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi anh em. À, nó có một cái móc ấy nữa. Nhưng mình lưu ý với Thiện này, có nhiều anh em về nên không biết cách mở. Rồi Thiện lấy cái tu vít. Đây. Anh em lại gần đi. Trong máy nó sẽ có một cái tu vít một cái tiếp buri ha, tiếp buri cái đầu là đầu tu vít dịp ha, ví dụ giống như là thế này luôn. Và khi anh em muốn mở cái khóa này ra thì anh em nó có cái hướng dẫn anh em này, chọt cái tu vít cái tiếp buri vào thì chúng ta mới mở được ha, có nghĩa là chúng ta sẽ bấy ha. Thì nó của nó là nó muốn banh cái hai cái này ra anh em, banh hai cái này ra
Còn thiền thường thường thiền làm á, thiền làm như thế là cho nhanh. Anh em gạt băng ra này, mở nó sẽ ra này. Đó, rất là đơn giản ha. Ha, rất là đơn giản. Còn khi vào cũng vậy nha, khi vào cũng vậy nha. Cũng phải băng rồi mới gạt vào nha. Cái này là cái móc để anh em leo lên cao á, chúng ta móc vô cái banh này ha. Banh xuống nha anh em, banh xuống này, mở thì nó sẽ ra ha. Còn vào thì cũng vậy luôn, banh xuống mở đóng thì nó sẽ vào. Lại nha. Nhìn lại một lần nữa nha, banh xuống này, mở nó sẽ ra nè. Chứ còn nếu không banh là không ra được nha anh em. Anh em không banh ra là nè, không banh ra thì nó sẽ cắn nha. Rất là khó ra, nhiều khi anh em bẻ nó gãy luôn á ha, lưu ý giùm Thiện. Cái này là cái khóa anh em móc vào lưng quần á để leo cao á ha. Leo cao móc vào lưng quần như thế này nè. Ha, nhiều anh em làm trên cao á thì móc vào lưng quần như thế này. Đó. Rồi. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, xong. Làm một cái nữa. Thôi, đó, đơn giản là như vậy thôi. Anh em nào quan tâm về con cưa tay cục Echo CS360 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của em dưới phần bình luận á, Thiện sẽ đường trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về con cưa tay cục Echo CS360 này. Để đến với thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần mà Thiện có video mới á, anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn gặp lại các anh em vào video tiếp theo nha.